Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Chứng bệnh mất ngủ kinh niên mà ca sĩ Như Quỳnh phải sống chung 20 năm liền là kẻ thù giấu mặt gây ra hàng loạt bệnh nguy hiểm, trong đó có đột quỵ. Mới đây, trong cuộc live stream tán gẫu với người hâm mộ, Trấn Thành đã nhắc đến một nữ ca sĩ mà anh rất yêu mến, danh ca Như Quỳnh. Danh hài Trấn Thành cũng bất ngờ giải thích việc Như Quỳnh gặp sự cố khi hát live là do tình trạng sức khỏe, đặc biệt là chứng bệnh mất ngủ và thường xuyên phải sử dụng thuốc điều trị. Thậm chí, do uống thuốc quá nhiều nên thỉnh thoảng Như Quỳnh bị stress, tụt canxi, co giật động kinh. Trước đó, chia sẻ với truyền thông, Như Quỳnh cũng từng tâm sự về chứng bệnh mất ngủ suốt 20 năm vì lịch trình diễn dày đặc, thậm chí có những hôm chỉ có 2 tiếng để nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải cố gắng chợp mắt để không đảm bảo bị khan tiếng. Các bác sĩ cho biết, việc mất ngủ kinh niên kết hợp lạm dụng thuốc ngủ có thể kéo theo hàng loạt căn bệnh nguy hiểm, thậm chí tăng nguy cơ đột quỵ. Mỗi ngày, con người cần phải ngủ từ 7 đến 8 tiếng, vì thế, trong trường hợp nữ ca sĩ Như Quỳnh chỉ ngủ 2 tiếng một ngày trong suốt một thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Kết hợp với việc lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều sẽ gây ức chế hệ thần kinh trung ương, kéo theo đó là tình trạng lo âu, căng thẳng kéo dài, thậm chí có thể gây trầm cảm. Và bằng chứng là ca sĩ Như Quỳnh nhiều lần rơi vào tình trạng stress, mất giọng. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Nhị, trưởng bộ môn thần kinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mất ngủ sinh ra bệnh lý lo âu, gây rối loạn trầm cảm, tỷ lệ đau đầu, mạn tính tăng lên. Mất ngủ kéo dài mạn tính sẽ gây thoái hóa tế bào, ngộ độc tế bào nhưng không thể gây ra đột quỵ. Như Quỳnh sinh năm 1970, từng được xem là mỹ nhân làng nhạc khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt hiếm có. Nhắc đến Như Quỳnh, khán giả mến mộ luôn nhớ đến loạt ca khúc trữ tình khiến bao người mê mệt như Người Tình Mùa Đông, Duyên Phận, Hai Mùa Noel, Vùng Lá Me Bay, Chuyện Hoa Sim, Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tiên Thi, Tiếng Hát Chim Đa Đa. Tuy nhiên, để có được thành công như hiện tại, cô phải trải qua tuổi thơ nhiều vất vả, từng bị bạn bè kỳ thị, xa lánh bởi nhà nghèo. Trong một chương trình, nhạc sĩ Phương Nguyên từng kể về gia cảnh của Như Quỳnh, thủ hàng vi. Tôi không bao giờ quên ngôi nhà của Như, nhà gần kho đạn, nhà nền đất có đúng một cây đu đủ, tài sản duy nhất trong nhà, tội nghiệp Như lắm, vì cô ấy chỉ có mỗi một cái áo trắng và váy màu xanh, Như đi chơi, đi học hát cũng mặc cái đó. Chính Như Quỳnh cũng thừa nhận vì hoàn cảnh khó khăn nên đôi khi phải mặc một bộ đồ nhiều ngày liền. Năm 1993, Như Quỳnh cùng gia đình sang Mỹ và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ đắt show nhất ở thị trường hải ngoại. Khán giả yêu thích nữ ca sĩ gốc Quảng Trị không chỉ bởi giọng hát truyền cảm đầy cảm xúc, gương mặt điểm vẻ u buồn mà còn mang nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Việt. Tài năng, xinh đẹp và nổi tiếng, song cuộc đời của ca sĩ Như Quỳnh gặp không ít trinh chuyên, đổ vỡ. Chuyện tình cảm của giọng ca Người Tình Mùa Đông từng có rất nhiều lời đồn thổi. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chưa từng lên tiếng giải thích. Tính của tôi là từ khi còn trẻ đến giờ, ít khi nào mình lên tiếng hay giải thích, chia sẻ điều gì. Tôi cũng không bao giờ mang chuyện bản thân kể cho người khác nghe hay hỏi chuyện của người khác, cô từng bày tỏ. So với nhiều người, Như Quỳnh lập gia đình và sinh con khá muộn. Nữ ca sĩ từng có cuộc hôn nhân với chồng là kỹ sư không lưu trong chính phủ Mỹ, có một cô con gái tên là Melody Đông Nghi, sinh năm 2007. Tuy nhiên, Như Quỳnh tâm sự cô chưa từng mặc váy cưới và tổ chức hôn lễ. Năm 2015, trong một talk show, Như Quỳnh lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân của mình đã đổ vỡ. Cô là người chủ động nói lời chia tay sau khi cảm thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho chồng cũ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng tâm sự những chu kỳ cuộc đời cùng cuộc hôn nhân không trọn vẹn khiến cô ngày càng mạnh mẽ hơn. Như Quỳnh từng nói rằng, trong con người của mình có 50% là đàn ông, 50% là phụ nữ. Khi khoác lên mình chiếc áo dài bước lên sân khấu, cô thấy mình là phụ nữ. Còn khi trở về với cuộc sống đời thường, nữ ca sĩ thấy mình là một người đàn ông. Chính vì thế, Như Quỳnh chia sẻ cô có thể tự chủ được cuộc sống mà không quá phụ thuộc vào người đàn ông. Trải qua bao sóng gió, nữ ca sĩ cho biết cuộc sống hiện đã có phần nào khởi sắc. Trong lần chia sẻ mới đây, Như Quỳnh nói cuộc sống của cô trải qua khá đơn giản, giọng ca Hoa Trinh Nữ trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, có đau khổ, có buồn vui, có những giây phút hạnh phúc. Nữ ca sĩ thấy mình có may mắn là các tác phẩm mình thể hiện hầu như đưa vào đời sống, nhiều thế hệ khán giả lắng nghe và đón nhận.
Mình cảm nhận và hóa thân vào nhân vật, hoàn cảnh trong tác phẩm mà tác giả nhạc sĩ muốn gửi gắm. Cả thanh xuân của Như Quỳnh là dành để chuyện buồn tình yêu trong cuộc sống rồi, nhưng có qua những nỗi buồn ta mới trân trọng khoảnh khắc hạnh phúc. Quỳnh vẫn cảm ơn khán giả luôn yêu thương một Như Quỳnh với chuyện hoa sim, duyên phận, chuyện tình hoa trắng, tơ tầm, vùng lá me bay, hoa trinh nữ, chuyện tình người trinh nữ tiên thi. Quỳnh tin là có một ngày sẽ có người đàn ông nói với mình, anh sẽ cưới em, cô tâm sự. Sau khi sang Mỹ một thời gian, bố mẹ Như Quỳnh đường ai nấy đi, nữ ca sĩ sống với em trai từng quê và mẹ, còn bố cô sống riêng. Dù vậy, Như Quỳnh vẫn cố gắng đi về giữa hai nơi để chăm sóc cho đấng sinh thành. Sau khi mẹ ruột qua đời, giọng ca duyên phận mất đi chỗ dựa tình cảm, là chị cả trong gia đình, Như Quỳnh phải lo hết mọi việc. Nữ ca sĩ đoạt giải nhất tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 1991 tâm sự trước đây cuộc sống của mình buồn nhiều hơn vui, chỉ có bước lên sân khấu mới tạm quên đi nỗi buồn. Hồi đầu năm 2021, bố ruột Như Quỳnh qua đời khiến cô suy sụp. Sau đó cô quyết định trở về Việt Nam đón Tết vì thật lòng khi tâm trạng tôi rối bời, tôi chỉ muốn về quê hương thăm quê cha đất tổ. Những ngày gần đây, clip ghi lại sự cố ca sĩ Như Quỳnh lại một sân khấu ngoài trời khiến khán giả chú ý. Tuy nhiên đây không phải lần đầu Như Quỳnh giảm sút phong độ, dẫn đến nhiều ý kiến chỉ trích Như Quỳnh không tôn trọng khán giả khi thường xuyên quên lời, hát sai nhịp hụt hơi. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối giọng ca đỉnh ca một thời không còn giữ được phong độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.